Hải Núi Cấm xin chào tất cả bạn nha. Nay mời các bạn thấy trên Hải Núi Cấm vào tham quan điện Bình Long nha. Điện Bình Long này cũng nằm trên núi Cấm các bạn. Ở đây là con đường xe nè. Đó, mình đi thẳng luôn, có thể là qua bên điện Cao Đệ Tự ha, chùa Phật Chỏ vô cho thẳng hướng mà đó. Này coi hướng này nè. Hướng này các bạn đi về điện Bờ Hông. Rồi các bạn thấy chân mình vô điện Bình Long ha. Thì con đường vô điện Bình Long thì đi ngang cái quán các bạn. Này quán là bán nè. Cà phê bánh trái nhang đèn nè. Hôm nay vắng khách nè. Đây ra phía này nha. Có đoàn bà con đi tham quan điện Bình Long. Tiếp bước cho đây có thờ mẹ Quan Thâm các bạn. Đây, rồi. Mời các bạn tiếp tục theo chân mình đi xuống điện Bình Long nha. Tháng này thì nói chung là núi Cấm vắng khách các bạn. Thì những lúc vắng khách thì mình ảnh giỏi mình mới đi quay đến cô chú anh chị xem nha. Còn những tháng đông thì mình ở nhà mua quán. Bình Long. Trước khi xuống điện Bình Long thì ở đây có một tảng đá thờ Địa Tạng Bồ Tát nha bạn. Đứng trên tảng đá nhìn giống tựa tựa như một cái chiếc thuyền rất đẹp nha. Thấy cảnh núi rừng rất là đẹp ha, tuyệt vời nha. Phía dưới có một cái miếu nè. Để thấy quay xích gần các bạn xem nha. Đó, phía trên chỗ mẹ Quan Âm có con tảng đá cũng rất là đẹp nha bạn. Đây, tiếp tục mời các bạn theo chân mình ra điện Bình Long nha. Ở ngoài này nói chung cảnh rất là đẹp bạn. Lúc này chung là chưa ha, rất là vắng vẻ. Một cảnh ở đây rất là tuyệt vời nha. Đây điện Bình Long đã đến. Đây. Điện Bình Long này có thờ Đức Phật A Di Đà mà. Trên tảng đá thì để chữ A Di Đà Phật ha. Đó cái hướng mình đi ngoài để vô nha. Đó, còn phía này là một cánh rừng nè, để quay cho bạn xem rất là đẹp nè. Các bạn thấy cánh rừng trên núi Cấm không? Đó phía hướng đó là điện Bờ Hông nha. Để mình zoom lại cho bạn xem nè. Cây trụ tên trên điện Bờ Hông nè các bạn. Hơi xa quá thấy rồi, bạn thấy không, nhỏ xíu như cây kim thấy không, nhìn hết lóc rồi nhưng mà chỉ thấy được nhiêu thôi nha. Đây còn phía này là bạn đó. Đó phía bên đó là cái núi Dài Văn Liên các bạn đó, núi Dài Văn Liên hướng Bà Chúc. Rồi bên đây là cánh Lưng Phi, núi Cô Tô đó. Còn đồi đối diện mình bên đây là cái vô Chữ Thằng các bạn. Đây là vô Chữ Thằng nè. Xem phía dưới chân núi nè, đó, phía chân điện Bình Long nè. Nhìn thấy gì xa lắm nha bạn. Đó, nhìn thấy gì cái đây, đi đây xuống tới dưới là cũng rất là xa, không gần đâu. Đó, nhà bà con ở là theo chuyện đồ cái nhóc này nè, để mình cho bạn xem mấy cái căn nhà dưới nè. Đó. Đó, nhà bà ở đây vườn chứ đó.
mình zoom gọi các bạn đó, tốc độ đang zoom nè, phía dưới này nó có một cái hồ nước đây, cái hồ nước là hồ nước gì không biết mà mới xây đây nè bạn, rất là lớn nha. Ở đây nhìn như vậy là dưới rất là lớn á. Để hôm nào có dịp mà mình xuống dưới mình quay cái hồ nước này cho các bạn xem cái. Đây là mình lấy lại từ trên cao nhìn xuống nè, anh thấy không, rất nhìn cái hồ rất là nhỏ nha, mà theo nó lầm như vậy là rất là lớn á. Điện Nguyên Long này có cái cây da này ôm theo cục đá rất là đẹp các bạn. Với chữ A Di Đà Phật đó. Phía đây. Đây, phía dưới là có con đường mình xuống hang hổ nha. Để mình quay đây xong rồi mình sẽ đi xuống dưới hang hổ quay cho bạn xem ha. Ở Điện Nguyên Long có hang hổ các bạn. Đó thì các bạn thấy cũng biết rồi đó. Thì cái Điện Nguyên Long thì nó không lớn các bạn. Cái chu vi nó cũng nhỏ à. Thì quay chút xíu thì nó cũng hết rồi. Bây giờ mà các bạn thấy chân mình đi xuống hang hổ nha. Cũng lâu rồi mình không xuống đây. Ở phía dưới này có cái hang hổ nè. Các bạn thấy chưa? Tham quan nha. Giờ này trời cũng đang chuyển mưa các bạn. Cho nên cái ẩm chắc cũng không đẹp mấy quá. Các bạn thấy chưa nha. Đó, các bạn xem đó phía trên đó. Đó cái cầu đi vô Điện Bình Long nè. Đổ bê tông rất là kiên cố nha. Trời đang chỉ mưa không biết mình đi xuống dưới cái lần kịp bị mắc mưa không nha bạn. Chạy đi, cũng tranh thủ tới đây rồi đi xuống quay cho các bạn xem ha. Con mình xem mày cũng có nếu thích kênh hãy cấm thì đăng ký ủng hộ nha. Chạy nó cấm xin lượt like nha, đăng ký. Thời gian hãy nó cấm sẽ đi vòng quay thêm nhiều clip nữa gửi đến cô chú anh chị xem. Con nào lâu ngày không đến nấu cắm cũng có thể xem lại nha. Rồi sau này có dịp đến thì có thể đi cho biết. Đây đi đường đi xuống nó có cọng dây các bạn. Có cọng dây ha. Con nào ấy thì nắm cọng dây đi nha. Đi ít người đi sao người cây cỏ gặm gặp quá. Đó, đi xuống cũng hơi sâu các bạn. Trước thì hang hổ mình có quay một lần là lâu rồi. Hồi trước các bạn có xem chưa ha. Giờ thì mình quay lại kỹ càng hơn. Mấy năm về trước các bạn. Có thời gian mình cũng đi quay vòng vòng núi. Các bạn cho mình đi xuống nè. Khó đi lắm nha chứ không có đơn giản đâu bạn. Thấy không, tiếp tục dưới đây có cái cầu thang nè, người ta làm cho mình đi các bạn. Đi núi mà lội xuống mấy chỗ này thì nói chung mình mang giày các bạn, đi rất là tiện nha, nó dễ đi. Còn người con mình mang dép thì có thể lột dép bỏ phía trên nha, nhất là những cái dép cao gót rồi đó là đi những con đường rất là khó. Xuống là bạn thấy cảnh đẹp không, có mấy tảng đá này nhìn đứng luôn kìa, rất là cao nha. Hồng Lạc Trùng Thiên mình không hiểu là cái gì luôn các bạn, chỉ phải đọc cho bạn xem nghe thôi chứ mình không hiểu cái gì luôn. Tảng đá cái đẹp ha. Ở đây dưới này người ta có thờ một cái ly hương nè. Đó, còn đường mình xuống bạn đầy mũi nha, mới xuống đây đầy mũi đầu nó bu nó chích mình nè nghe bạn. Giờ này cũng chuyển mưa nè, trời âm u cho nên mấy mũi nó xuất hiện sớm nè. Rồi ra phía này. Các bạn thấy cảnh núi rất là đẹp nha. Đó. Trời, nơi mình hãy đưa núi cắm đang đứng đây là phía dưới là một cái dốc thẳm hay khác thẳm nha. Phía đó là vô chợ thằng đó. Đây xuống nhìn cái hồ nước nó hơi gần hơn nè. Chỗ này thì nó không có dây, không có cái gì dịnh hết nha. Con mình có đi xuống đây thì cẩn thận nha. Các bạn thấy không?
cây cỏ là nó muốn bứt cái đường đi luôn. Chắc là vắng ha, không ai hết á, không mình hãy nó cắm đi à. Con đường này, con đường này mình nghĩ là lâu ngày không có người đi cho nên cỏ á. Đây phía dưới nè bạn, nói chung cái vách núi này thì đá liền luôn các bạn, đất thì cũng có nhưng mà theo những cái vách này thì đá liền khói luôn á, nó mới giữ được cái không có cái vụ sạt lở các bạn. Nếu mà đất không thì mưa to gió lớn là nó sẽ bị sạt lở á. Do cấu tạo địa chất của núi cấm này, nói chung những cái vách này thì rất là cứng vững đó, phía đó là núi dài đó. Rồi tiếp tục đi các bạn, bạn thấy không, đá không, đá chồng chắc xếp liền với nhau nè. Ngày xưa ở dưới này có một cái bầy khỉ rất là đông luôn bạn, giờ chắc không còn nữa. Dưới đây có bầy khỉ rồi, đi bên anh này là nó dí mình đó nha bạn. Bây giờ không có nữa thì cứ đi tự nhiên thoải mái nha, không gì. Cái con đường đi xuống không có cây chăn đá lá chăn hoa ha, đá với đá điện chịu tiên, là cái điện chịu tiên nè, có đi hương thờ nha, đây hang hổ phía trong này. Mà các bạn theo chân mình vô đây ha, tham quan đây. Đây tới này bạn, các bạn thấy không, cái nơi này đó là có cái đường đi xuống nữa các bạn, có đường đi xuống nữa, có cái cầu thang đi qua. Bây giờ khó đi quá, người ta gào luôn không cho đi nữa đó, cái cầu thang đổ bê tông vẫn còn các bạn. Nên dùm lại cho bạn thấy nè, đó là cái cầu bê tông đó. Giờ là cái đường khó đi có lâu ngày, không cho đi nó không có đi tiếp tục, thì đi đường này các bạn có đi thẳng hoài thì có thể gì xuống tới chân núi thôi, chứ không có dưới đó không có điện không có gì nữa hết các bạn. Đó dưới là một cái khe nè, mưa lớn là khe xuống, nước này từ trên chảy xuống rất là mạnh đó. Đó, đây là động thần hổ ha, ở phía trên là một cái thẳng đá nè, dưới này ai mới ghi chữ cha lạc long quân mẹ ok. Các bạn, theo chân mình vào trong hang hổ xem nha. Nói chung thời xưa xa xưa thì núi cấm này rất là gần lúa các bạn, cây cỏ âm tùm. Đây là nơi này có mấy ổng về ngự thiệt nha, giờ thì không còn nữa. Áo quay cho bạn xem trong cái thờ thằng hổ bọc. Ở phía bên đó là có cái đường đi thẳng lên đó các bạn, thấy không, nguyên cái vách đá này giống như trong cái hang ha, mà hang này được không cũng không sâu, nhưng mà tôi tính từ cửa vô chắc cũng khoảng 4 mét các bạn. Mình quay cho bạn nhìn thấy chứ thật ra là cũng có 4-5 mét vuông. Đây là bên trong nhìn ra nè, bạn thấy không đó, mình vô đây mình bỏ cái nón phía ngoài các bạn. Quỳnh Long và hang hổ thì vòng vòng không chỉ có nhiều đó, thì hãy nó cấp cũng đã quay gửi lên của chú anh chị xem hết rồi đó. Thì các bạn có thích kênh hãy cấm thì cho hãy nó cấm xin lượt like, lượt đăng ký nha. Video cũng đã dài rồi, hãy nó cấm xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha.